Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 về phát triển các ngành dịch vụ tạo ra giá trị gia tăng lớn, phát huy thế mạnh về du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn có thương hiệu quốc tế là một trong ba trụ cột. Ngành du lịch thành phố đang tập trung triển khai nhiều nhóm giải pháp. Theo đó, ngành du lịch Đà Nẵng đang triển khai nhiều nhóm giải pháp, trọng tâm là khôi phục hoạt động du lịch sau ảnh hưởng của COVID-19, quảng bá điểm đến Đà Nẵng an toàn, triển khai quy hoạch định hướng phát triển du lịch, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch mới, trong đó chú trọng phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, chất lượng cao để tạo sự khác biệt, nâng cao sức hấp dẫn và cạnh tranh của điểm đến Đà Nẵng. Hiện nay thì ngành du lịch vẫn tiếp tục quyết liệt trong cái việc triển khai các cái sản phẩm du lịch, các cái dự án, các cái đề án đã và đang triển khai để hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ khi mà chúng ta vượt qua cái đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu với thành phố để đưa vào triển khai các cái nội dung, các cái sản phẩm liên quan đến kinh tế đêm. Hiện ngành du lịch Đà Nẵng cũng tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn và hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để phát triển du lịch. Bên cạnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, chuẩn hóa nguồn nhân lực và quy trình phục vụ đối với các hoạt động, dịch vụ phục vụ du lịch cũng được đặc biệt quan tâm. Nguồn nhân lực hiện nay nó cũng có một cái sự di tản rất là lớn sau cái đại dịch, cho nên rằng là có những đơn vị họ đã có sự chủ động, những đơn vị mà họ làm chuyên nghiệp thì họ đã chủ động dự kiến được cái nguồn của mình trong cái việc đáp ứng. Bên cạnh đó là cái nguồn của sắp tới của các khóa tốt nghiệp của các trường đại học và cao đẳng nghề ra thì có khả năng đáp ứng được yêu cầu của một khách. Du lịch Đà Nẵng đề ra mục tiêu phấn đấu trong 5 năm đến là tiếp tục phát triển du lịch bền vững và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh quốc tế theo nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22. Trong đó, mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2025, thành phố đón từ 12 đến 13 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng thu du lịch giai đoạn 2021-2025 ước đạt từ 12 đến 12,5% một năm.